Chào mừng các bạn đến với công ty cổ phần công nghệ ứng dụng T2Q. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cấu hình cho thiết bị router Mirotic. Ở đây mình sử dụng router Mirotic 750GR3. Trong phần cấu hình, mình sẽ chia ra hai phần chính, đó là phần cấu hình cho cổng WAN và cấu hình cho cổng LAN. Trong phần cấu hình cho cổng WAN thì ở đây mình sẽ quay với PoE client trên VLAN 35 của nhà mạng Viettel và điều kiện tiên quyết để quay PoE trên con router Mirotic đó là modem của nhà mạng đã được chuyển sang chế độ Fixed Mode. Bây giờ, còn đối với phần LAN thì mình sẽ tạo một cái bridge là bridge LAN với giải IP là 192.168.100.1.64 và gom các port 2, 3, 4, 5 vào trong bridge LAN. Bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập vào router để reset qua phần mềm Winbox. Bây giờ chúng ta sẽ reset thiết bị về default để tránh bị lỗi ha. Chúng ta tab system, reset config. Bạn chọn vào tab No Default Config, rồi nhấn vào Reset. Yes. Bây giờ sau khi đã reset và thiết bị khởi động lại xong, chúng ta tiến hành đăng nhập lại vào từ đầu. Ở đây, User là admin và password là để trống ha. Mình bấm vào địa chỉ MAC của thiết bị. Ở đây chúng ta kết nối vào cổng Ethernet 4 của thiết bị thì nó sẽ connect bằng cái địa chỉ MAC. Rồi, bấm Connect. Ở đây, thiết bị yêu cầu mình tạo mật khẩu. Chúng ta nhập mật khẩu vào 2 lần. Ok. Sau khi tạo mật khẩu thiết bị, chúng ta tiến hành cấu hình cổng WAN. Mình vào tab PPP. Nhấn vào dấu cộng. Chọn xuống PPPoE Client. Qua tab Dial. Ở đây, có user và password thì mình sẽ nhập user password của tài khoản PPoE của mình vào. Ở đây mình đã ghi sẵn vào trong notepad rồi để tránh trường hợp mình gõ bị nhầm ha. Mình copy và paste vào thôi. Rồi apply, ok. Trạng thái của PoE client chưa có chạy. Mình kiểm tra lại. Ở đây mình thấy là cái interface của nó đang nhận là chạy trên Ethernet 1. Nhưng đối với đường truyền Viettel của mình hiện tại đang chạy trên VLAN 35. Cho nên là mình phải tạo thêm một cái interface VLAN 35. Sau đó chạy cái tài khoản PoE client này trên cái interface là VLAN 35. Bây giờ mình sổ xuống thì chưa có VLAN 35 ha. Rồi mình tắt cái này đi. Mình vào mục interface. Vào VLAN. Nhấn vào dấu cộng. Rồi mình tạo một cái VLAN. Ở đây mình đặt là 35 cho dễ nhớ ha. ID của nó là 35. Rồi apply, ok. Trạng thái VLAN 35 ok. Mình quay lại tab PPP. Bấm vào. Rồi mình sổ xuống, mình sẽ chọn lại cái interface là VLAN 35 mình vừa tạo. Nhấn apply. Ok. Rồi mình bấm đúp vào. Rồi kiểm tra qua tab status là mình nhận thấy cái đường PPoE này đã nhận được IP. Rồi, mình tắt. Để chắc ăn hơn mình vào new terminal. Để mình kiểm tra lần nữa. Rồi mình ping thử Google ha. Ok. Như vậy là phần cổng WAN đã xong. Bây giờ mình tiếp tục vào cổng LAN, vào phần LAN. Ở phần LAN thì mình sẽ tạo bridge, rồi sau đó gom các port vào bridge, đặt IP cho bridge, đặt DNS, rồi sau đó cuối cùng là mình chạy DHCP server để cho các client được cấp phát IP một cách tự động. Rồi mình vào bridge, nhấn vào dấu cộng, đặt tên ở đây mình đặt là bridge LAN. Apply. Rồi ok. Mình chuyển qua tab port.
nhấn vào dấu cộng. Sau đó mình chọn các bọt mà mình muốn cho vào bridge. Ở đây mình chọn ETS 2, 3, 4 và 5. Rồi, apply. Mình copy tương tự đối với các cổng khác cho nó nhanh. ETS 3. Apply. Ok. Như vậy là xong phần bọt. Tiếp đến mình đặt IP cho thiết bị. Chờ chút xíu ha. Rồi, mình bấm vào lại đây. Mình nhập mật khẩu nãy mình vừa tạo để đăng nhập vào lại vào router. Connect. Rồi, tiếp đến mình sẽ đặt IP cho bridge LAN. Mình vào tab IP address. Nhấn vào dấu cộng. Cái địa chỉ IP lớp mạng của mình là 192.168.100.0.24. Một trăm chấm một là gateway của mình ha. Interface mình chọn xuống bridge LAN, apply, ok. Tiếp đến mình đặt DNS vào tab IP DNS. Ở đây mình sử dụng DNS của Google, mình nhập vào. Mình tạo thêm một cái nữa, apply, ok, là xong. Bây giờ mình sẽ chạy DHCP server cho bridge LAN. Mình vào tab IP DHCP server. Rồi nhấn chọn vào DHCP setup. Ở đây mình chọn interface là bridge LAN. Bấm next. Next. Nếu không có gì thay đổi thì chúng ta bấm next ha. Ok, xong. Như vậy là cũng phần WAN và phần LAN là tương đối xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành NAT overload để cho các client trong mạng LAN có thể truy cập được, giao tiếp được với ngoài môi trường internet. Chúng ta vào tab IP, firewall, NAT. Chúng ta nhấn vào dấu cộng. Gen ở đây là suột NAT. Và out interface là PPoE out 1. Vào tab action. Chúng ta chọn action là masquerade. Rồi nhấn apply. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ cho thiết bị cạc mạng nó nhận IP ha. Rồi, mình vào cạc mạng để kiểm tra. Đây. Máy tính của mình thì đang nhận là 192.168.100.254 và gateway là .100.1. Ok. Mình sẽ truy cập vào Google thử ha. Rồi, mình refresh lại trang. Ok. Như vậy là mình đã cấu hình xong thiết bị router Minotic 750GR3. Và quay PPoE trên cái cổng WAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.